Mới đây, trường sĩ quan lục quân 2 đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện và ngày chạy thể thao quân sự kết hợp với ngày chạy Olympics vì sức khỏe toàn dân năm 2024. Tham dự buổi lễ có ban giám hiệu nhà trường và hơn 3.000 cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ toàn trường. Đây là hoạt động nhằm tạo khí thế phấn khởi, tự tin cho mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, hạ sĩ quan, binh sĩ quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ năm 2024. Đồng thời đẩy mạnh phong trào luyện tập thể dục thể thao quần chúng, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho các đối tượng trong nhà trường, hưởng ứng tích cực cuộc vận động toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện và xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Trong nhiều năm qua, quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trường sĩ quan lục quân 2 đã thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện thể lực, thi đấu thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần cho quân nhân, công chức viên chức quốc phòng, đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ cho quân đội trong giai đoạn cách mạng mới. Sau buổi lễ, nhà trường đã tổ chức cho quân nhân trong toàn trường chạy đều tập thể để biểu thị tinh thần thể thao trong sáng, rèn luyện thân thể, bảo vệ Tổ quốc, rèn luyện thân thể, kiến thiết đất nước.